cảm ơn lắm. Mấy ngày nay là coi như 2 tháng nay buôn bán tự do, không có đi bán được, ở nhà không có làm được gì hết. Chồng thì làm tài xế ha, mà giờ cũng thất nghiệp ở nhà hết luôn 2 tháng nay. Có con trai học lớp 12 nữa, thành thử khó khăn rất là nhiều luôn. Hôm nay nhận phần quà thì thật sự bà nội chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền có tấm lòng giúp đỡ cho các hộ dân bên đây, thành thật cảm ơn nhiều lắm luôn. Cũng như bà Ngọc, suốt thời gian dài vừa qua, người dân ở khu phố này đã gặp vô vàn khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Cuộc sống, đặc biệt là lương thực, hầu như chỉ trông vào sự hỗ trợ của địa phương và nguồn lương thực dự trữ ít ỏi. Những bữa cơm đạm bạc được ăn vội, những căn nhà trọ vắng lặng, hiu hắt càng làm không gian ở ngoại thành này thêm phần ảm đạm những ngày giãn cách. Món quà đến với họ tuy không quá lớn, nhưng thực sự đã giúp họ một phần lớn trong lúc khó khăn này. Hôm nay mình xuống đây đồng hành cùng với báo Tuổi Trẻ. Quỹ Hồng Sen sẽ trao tặng những phần quà cho các cái khu công nhân nhà trọ. Quỹ Hồng Sen thì đã làm các cái chương trình này thường xuyên từ đầu mùa dịch tới giờ. Hôm nay đã phát trên hàng ngàn chục phần quà rồi. Tôi cũng rất mong được đồng hành cùng với báo Tuổi Trẻ trong thời gian sắp tới để cố gắng giúp được cho bà con chừng nào hay chừng đó. Qua đây thì cũng xin mong bà con an tâm ở nhà chống dịch, hy vọng chúng ta sẽ kiểm soát được dịch trong thời gian sớm nhất. Mong mọi người cũng sẽ có được và được làm và thu nhập trước đây. Rời khu phố này, đoàn chúng tôi tìm đến khu nhà trọ của người dân ở phường 12, quận Gò Vấp. Trời đã nhá nhem tối và mưa cũng đã rơi tại đây. Nhưng người dân ai nấy cũng ráng chờ đợi để nhận được những phần quà hỗ trợ thiết thực cho cuộc sống của họ. Trong buổi chiều ngày 4 tháng 9 này, chương trình đã tặng 300 phần quà trị giá 90 triệu đồng cho người dân đặc biệt khó khăn đang cần hỗ trợ nhu yếu phẩm trên địa bàn quận 12 và Gò Vấp. Chương trình sẽ trao tặng 3.000 phần quà trị giá 900 triệu đồng cho quỹ từ thiện Bông Sen và bạn đọc báo Tuổi Trẻ ủng hộ. Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng, gồm 10kg gạo, đường, bột ngọt, nước mắm, cá và thịt hộp. Các phần quà sẽ phối hợp cùng các lực lượng tổ chức trao tặng tận tay các hộ gia đình đặc biệt khó khăn. Hoạt động này thuộc chương trình Cùng Tuổi Trẻ Chống Dịch Covid-19 do báo Tuổi Trẻ, Thành đoàn TP.HCM và Sài Gòn Thương Nhau phối hợp tổ chức. Chương trình Cùng Tuổi Trẻ Chống Dịch Covid-19 đã nhận được sự đồng hành của chương trình Sài Gòn Thương Nhau. Sài Gòn Thương Nhau được khởi xướng từ ông Phạm Phú Ngọc Trai, một chuyên gia kinh tế, cùng với nhóm bạn hữu đang công tác ở nhiều lĩnh vực và công ty Đôi Mắt Viễn Đông FEEC là đơn vị đại diện triển khai các hoạt động. Được phát động ngay sau khi dịch Covid-19 xảy ra tại Việt Nam vào ngày 25 tháng 3 năm 2020, chương trình đã nhận được sự hưởng ứng, đồng hành tích cực của các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tính đến nay, chương trình đã tiếp nhận tiền mặt và quà hiện vật trị giá hơn 45 tỷ đồng. Song song đó, báo Tuổi Trẻ cũng đang thực hiện chương trình Cùng Biên Giới Chống Dịch Covid-19 được phát động ngày 29 tháng 4 năm 2021 nhằm hỗ trợ kịp thời các lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19 đang ngày đêm thực hiện công tác tuần tra bảo vệ biên giới, ngăn chặn xử lý kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép. Từ các nguồn đóng góp, báo Tuổi Trẻ đã phối hợp với các đơn vị liên quan để hỗ trợ các thiết bị y tế thiết yếu cho các bệnh viện, dự án phát triển vaccine, tiêm vaccine, tri ân lực lượng tuyến đầu chống dịch.